Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với Inside Life của câu lạc bộ Công an Hà Nội. Ngày hôm nay thì mình lại có mặt tại sân vận động PVF Đại Bảo Xanh của câu lạc bộ để đồng hành cùng mình, đó là anh Phan Văn Đức, một cái tên cực kỳ quen thuộc với tất cả mọi người đúng không nào? Anh Đức có thể gửi một lời chào đến tất cả khán giả đang xem chương trình được không ạ? Văn Đức xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem là cuộc sống của anh Đức này sau khi mà rời câu lạc bộ cũ để tới với thủ đô, tới với Hưng Yên này, một nơi có thể coi là rất mới lạ đúng với anh đúng không? Vậy thì cảm nhận đầu tiên trong tuần đầu tiên khi mà anh đặt chân tới đại bản doanh của câu lạc bộ là như thế nào? Thì em cũng là thi đậu ở Nghệ An nhiều năm và giờ cũng là chuyển công tác sang ngoài này và thi đậu cho đội Công an Hà Nội, thì đầu tiên thì em cũng rất là vui vì khoác lên màu áo của Công an Hà Nội và lần đầu tiên đến đấy thì cũng khá là bỡ ngỡ vì là có rất nhiều là đồng đội mới và em cũng rất là háo hức. Thì cái điều khác biệt lớn nhất mà anh cảm nhận được ở ngoài Bắc này so với ở miền Trung, ở Nghệ An là gì? Khác biệt lớn nhất? Khác biệt lớn nhất thì đấy là cái môi trường mới của mình, thì mình phải thích nghi làm quen lại tất cả từ đầu và cùng xa gia đình thì cũng có một chút hơi buồn một tí, nhưng mà mình cũng lại để mình cố gắng để hơn nữa. Vậy thì chắc hẳn là anh xa gia đình vậy thì chắc cũng rất nhớ đúng không? Vâng. Nhớ vợ, nhớ con. Vậy thì trong dịp mùng 8 tháng 3 vừa rồi đi, thì khi phải ra gia đình như thế thì anh có kịp chuẩn bị gì cho gia đình nhỏ của mình không? Nói chung thì em thì các ngày lễ hay gì thì em cũng sẽ chuẩn bị quà hoặc tặng gì cho vợ và tặng cho các con. Vậy thì trong tương lai thì anh có ý định sẽ đưa cả gia đình của mình ra ngoài Bắc không? Em nghĩ thì em không, vì là giờ gia đình cũng đang sống ở Vinh và em cũng là có gia đình, có nhà, có ở đấy rồi, thì cũng các con cũng đang nhỏ, thì ở đấy thì cũng có ông ba bố mẹ hỗ trợ cho nhiều, thì em nghĩ là em đi công tác thôi chứ còn ở gia đình thì em vẫn sẽ để ở Vinh. Anh có biết là trong những ngày gần đây này có một cái bức ảnh rất hot trên fanpage của câu lạc bộ là bức ảnh anh nắm tay anh Văn Thanh. Mọi người gần như là rất thích thú cái bức ảnh đấy, thì anh Thanh có phải là người bạn thân nhất của anh trong câu lạc bộ và từ trước đến giờ không? Đội em thì em ra ngoài này thì em cùng chơi và cùng rất là vui vẻ, em rất là hòa đồng, thì Văn Thanh thì là một người ở cùng phòng với em thì là khá gần gũi với em, nên là hai anh em thì cứ hay trêu đùa với nhau, nên là những cái phút giây thoải mái thì thoải mái thôi. Anh cùng anh Thanh thì cũng đã đồng hành với nhau ở rất nhiều các cấp độ đội tuyển, rất nhiều giải đấu khác nhau, vậy thì có một kỷ niệm nào đáng nhớ giữa hai người không? Em và Văn Thanh cùng nói đùa với nhau thì bọn em cũng đã từ năm 20 năm 23 tuổi và 2018 thì đã U23, thì em còn hay chơi Văn Thanh kỷ niệm đáng nhớ của em là trận gặp quá ta bạn kết ấy. Mà em đã quả penalty thứ 4 và Văn Thanh đã quả penalty thứ 5, thì em còn trêu Văn Thanh nếu như mà tao mà đã trật quả penalty đấy thì mày không có lực như ngày hôm nay đâu. Đấy, hai anh em cứ đùa với nhau như thế, thì đấy em nghĩ đấy là cũng một cái kỷ niệm với bọn em. Một kỷ niệm rất đáng nhớ với cả anh Thanh và toàn bộ đội tuyển U23 Việt Nam thời điểm đấy đúng không? Vậy thì trải qua rất nhiều những hành trình như thế ở nhiều quốc gia khác nhau, thì hành trình nào mà khiến anh nhớ nhất? Hành trình thì đội tuyển và cuộc giá thì em cũng có quá là nhiều kỷ niệm và cũng quá nhiều cảm xúc, và em nghĩ thành tích của em thì em nghĩ là cái vô địch AFF 2018 đấy là cái cột mốc quan trọng của em, và năm đấy là em cũng được quả bóng đồng, cho nên là đấy là kỷ niệm mạnh nhất của em. Đấy cũng là tiền đề để có những bước tiến bước ngoặt trong sự nghiệp đúng không? Vậy thì là một cái tên mà được người hâm mộ nhớ đến bằng những siêu phẩm, những bàn thắng rất đẹp, thì đối với anh Đức, đâu là bàn thắng đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của anh? Bàn thắng của em thì có khá là nhiều bàn thắng đẹp, thì cũng có một chút may mắn, và bàn thắng mà nhớ nhất của em chắc là em nghĩ mọi người Tết thì ai cũng muốn về nhà để ăn Tết cùng với gia đình, nhưng mà bọn em đội tuyển thì vừa rồi thì bọn em đã phải năm trước là Tết bọn em ở lại để đá trận Trung Quốc ở sân Mỹ Đình ấy, là em ghi bàn bằng một cú sút xa bằng chân trái, thì đấy là thắng và ghi bàn ở lưới Trung Quốc nữa, em vào mùng 1 Tết. Mùng 1 Tết đúng rồi, mùng 8 ngày mùng 1 Tết. Thì đấy là bàn thắng đẹp. Vậy thì khi ra ngoài Bắc này thì phải làm quen với môi trường này, khí hậu này, kể cả món ăn, thì ra ngoài Bắc này thì món ăn thích nhất của anh Đức là gì? Món Bắc nhá, phải là món ăn Bắc. Bắc em thì cùng người rất là thoải mái và dễ dàng, nên thì em thì món nào thì em cùng đa số thì món nào em cũng ăn được ấy.
Vậy thì bây giờ mình xoay sang một tí về chuyên môn đi. Thì câu lạc bộ yêu thích nhất của anh Đức hiện tại là câu lạc bộ nào? Thì hiện tại thì Đức sẽ thứ nhất là câu lạc bộ Công an Hà Nội, vì hiện tại Đức đang okay. đang cầu khiển cho Công an Hà Nội. Ok. Vậy còn câu lạc bộ thế giới đi, câu lạc bộ châu Âu đi. Thế giới thì chắc em nghĩ là Real Madrid. Real Madrid. Vâng. À, một fan Real Madrid. Vậy thì top 3 cầu thủ yêu thích nhất trong sự nghiệp của Đức là ai? Top 3 cầu thủ của em thì xưa là em có Ronaldo, hay là Eden Hazard, và giờ thì em nghĩ là cũng có nhiều cầu thủ hay, thì em nghĩ là Mbappé. Đều là những cầu thủ rất kỹ thuật và tốc độ đúng không? Tương đồng với lối chơi của anh Đức. Nhưng mà có một bất kỳ một cầu thủ nào mà anh Đức lấy đó là hình mẫu để mình phấn đấu không? Thì hồi xưa thì em thần tượng Eden Hazard, nhưng mà giờ thì nói chung thì cùng cầu thủ mà cứ có lúc lên lúc xuống, thì nói chung thì em cũng sẽ cố gắng thêm mình cùng thể mà cũng có lúc cầu thủ thì sẽ có lúc đạt được phong độ cao, có lúc phong độ không tốt, thì nói chung thì hy vọng mọi người sẽ luôn ủng hộ và đừng có nói gì có đời cầu thủ. Chắc chắn là tất cả những người hâm mộ của câu lạc bộ Công an Hà Nội thời điểm hiện tại cũng như là những người hâm mộ bóng đá Việt Nam đều sẽ ủng hộ cho Đức và ủng hộ cho câu lạc bộ Tân binh của V-League mùa giải hôm nay. Vậy thì đối với cá nhân Đức, mục tiêu của cá nhân Đức ở mùa giải V-League năm nay là gì? Dạ, mục tiêu của em ở V-League năm nay thì em sẽ cố gắng để được huấn luyện viên tin tưởng hơn và được ra sân thi đấu nhiều và giành những điểm số quan trọng cho đội, và hy vọng đội sẽ vào top 3. Đấy chắc chắn là điều mà rất rất nhiều người hâm mộ mong đợi ở thời điểm hiện tại đúng không? Và cái tháng này chắc là một tháng rất quan trọng đối với toàn đội. Cá nhân anh Đức nghĩ là thời gian vừa qua những trận giao hữu với câu lạc bộ Nam Định chẳng hạn, thì đội đã cải thiện được nhiều những vấn đề đã gặp phải trong giai đoạn đầu của V-League hay chưa? Thì đội với em thì giai đoạn đầu của đội rất khó khăn, vì là em cũng là cầu thủ mới và tất cả mọi người đều mới đến với nhau thì cũng đã chưa hòa nhập được tốt, và sau những chỉ gian mấy vòng đầu và giờ đã giao hữu thì em nghĩ là đội hiểu nhau hơn, và huấn luyện viên cũng đã hiểu được cầu thủ hơn, thì em nghĩ là có những trận đấu với giao hữu với Nam Định là một tín hiệu tốt và tích cực đối với toàn đội. Đúng vậy, đấy là điều mà tất cả các cầu thủ đều mong đợi đúng không? Vậy thì lời cuối cùng đi, anh Đức có thể nhìn vào camera và nói một lời gì đấy với các cổ động viên trước khi trở lại với V-League không? Dạ thì hy vọng mọi người cổ động viên Công an Hà Nội và ở Việt Nam này thì hy vọng sẽ luôn ủng hộ đội bóng Công an Hà Nội, dù có hoàn cảnh khó khăn hay như thế nào thì hãy luôn ở bên đội bóng. Và vừa rồi là những chia sẻ của Phan Văn Đức về cuộc sống tại Hà Nội, cuộc sống tại miền Bắc này sau một khoảng thời gian dài, một khoảng thời gian phải làm quen rất rất nhiều những điều mới, những điều bỡ ngỡ. Và nếu mọi người có câu hỏi thì đừng quên đặt ở phần dưới comment nhé. Và hẹn gặp lại mọi người ở những chương trình tiếp theo của câu lạc bộ Công an Hà Nội. Xin chào.